Xin chào anh em Trên video anh em đang xem Đây là mẫu xe Ford Territory Mẫu xe này nằm trong phân khúc CUV gầm cao 5 chỗ Thời gian vừa qua thì nhận được rất là nhiều sự quan tâm của anh em Ford Territory ra mắt cạnh tranh trực tiếp với các mẫu xe như Mazda CX-5 Hyundai Tucson hay Kia Sportage Hiện tại mẫu xe Territory được hỗ trợ tiền mặt gần 100 triệu Và Territory là xe lắp ráp nên anh em khi đi đăng ký nộp thuế trước bạ thì còn được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ với những ưu đãi trên, For Territory là sự lựa chọn để anh em tham khảo không thể bỏ qua trong một tầm tiền từ 750 triệu cho đến 900 triệu. Kể cả những anh em đang quan tâm đến những dòng xe b súp cũng nên tham khảo. Vì có những phiên bản Ford Territory có giá bán đang cạnh tranh trực tiếp với một số những phiên bản của các mẫu xe nằm trong phân khúc b súp như là chiếc Toyota Cross, Kia Santos, Hyundai Creta, Honda HRV hay là một số những mẫu xe khác Mời anh em cùng xem chi tiết video về chính sách bán hàng của từng phiên bản for Territory tại thời điểm cuối tháng 7 này. Mẫu xe for Territory được lắp ráp tại Việt Nam với 3 phiên bản để anh em lựa chọn cụ thể như sau. Phiên bản thấp nhất đó là bản Chen, phiên bản thứ hai đó là bản Titanium và phiên bản cao cấp nhất đó là Titanium X. Chính sách bán hàng của hãng Ford không phân vùng thị trường, anh em thoải mái lựa chọn showroom để mua xe và anh em nào ở Hà Nội hay là Sài Gòn thì anh em liên hệ trực tiếp với đội ngũ nhân viên bên em theo số điện thoại ở góc phía dưới bên trái màn hình bên em sẽ hỗ trợ cho anh em và giá bán tại cơ sở ở Hà Nội và Sài Gòn sẽ có sự chênh lệch và trong video em sẽ cập nhật cho anh em là giá bán tại cơ sở ở Hà Nội hình thức mua bán anh em sẽ có hai hình thức đó là mua trả thẳng và mua trả góp về cơ bản hai hình thức này chi phí lăn bánh đều như nhau có điều anh em mua trả góp thì anh em sẽ bắt buộc phải mua bảo hiểm thân vỏ và sử dụng dịch vụ đăng ký đăng kiểm xe chọn gói tại showroom bên em và thời gian lấy xe các thủ tục sẽ phụ thuộc về phía ngân hàng giải ngân hiện tại đang có lãi suất ưu đãi dành cho hãng xe Ford nói chung cũng như là chiếc Territory nói riêng của ngân hàng Tiên Phong Bank với lãi suất ưu đãi khoảng 8 đến 9% một năm thôi có nghĩa là rơi vào khoảng 0,7 đến 0,8% trong một tháng trong năm đầu năm thứ hai trở đi biến độ khoảng 1% rất là ưu đãi cho anh em và cụ thể khi áp dụng cho từng phiên bản Territory thì mời anh em cùng xem tiếp video Phiên bản đầu tiên em sẽ cập nhật cho anh em với chính sách bán hàng cuối tháng 7 Đó là phiên bản thấp nhất Territory bản chen Hiện tại giá bán của bản chen tại thời điểm những ngày cuối tháng 7 là 748 triệu Như vậy đã giảm thêm khoảng gần 5 triệu tiền mặt so với thời điểm đầu tháng 7 em có cập nhật video cho anh em Ngoài ra sẽ tặng thêm anh em một năm bảo hiểm thất vỏ Thời điểm đầu tháng 7 thì anh em không được tặng bảo hiểm thất vỏ Như vậy tổng cộng khuyến mại anh em sẽ được tặng những phụ kiện sau so. Thứ nhất đó là một năm bảo hiểm thất vỏ, dán kính, trải sàn và cam hành trình với giá bán 748 triệu của cơ sở Hà Nội bên em. Từ giá bán này, em xin phép tính chi phí lăn bánh ra biển số tại các địa phương để anh em tham khảo và cân đối tài chính. Trong trường hợp anh em mua trả thẳng, anh em nào ở Hà Nội sẽ là 819 triệu, anh em nào ở Sài Gòn là 811 triệu, anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 799 triệu và anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 791 triệu. Chi phí trên đã bao gồm những khoản chi phí cơ bản theo quy định của nhà nước. Anh em có thể nhìn trên màn hình và chưa bao gồm những khoản chi phí ngoài như là tiền dịch vụ đăng ký đăng kiểm xe chọn lói. cái đó thì theo thỏa thuận và tùy vào nhu cầu của anh em. Anh em có thể tự đi làm hoặc sử dụng dịch vụ, không bắt buộc đối với anh em mua trả thẳng. Từ chi phí lăn bánh trên, trong trường hợp anh em đang có nhu cầu mua trả góp thì anh em cần phải chuẩn bị cho em số tiền ít nhất như sau. Anh em nào ở Hà Nội thì cần chuẩn bị 183 triệu. Anh em nào ở Sài Gòn là 175 triệu. Anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 164 triệu và anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 155 triệu. Đồng thời anh em sẽ phải chuẩn bị thêm hai khoản chi phí phát sinh, trong đó bảo hiểm thân vỏ năm đầu anh em được tặng rồi, anh em chỉ phải mua từ năm thứ hai trở đi trong trường hợp anh em còn vay ngân hàng. Và chi phí thứ hai đó là dịch vụ đăng ký đăng kiểm xe chọn gói. Với chi phí ban đầu thấp nhất như vậy, anh em sẽ vay ngân hàng mức vay tối đa tương ứng với 85% giá trị xe. Thời gian vay tối đa cho anh em là 8 năm, tối thiểu là 3 năm và với cái lãi suất ưu đãi như em chia sẻ ở phần đầu video khoảng 0,7 cho đến 0,8% trên một tháng trong năm đầu. Như vậy với gói vay 8 năm, gốc lại tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất cho em là 11 triệu, trong đó gốc chia đều là 6,6 triệu và lãi suất tháng đầu tiên là 4,4 triệu, dư nợ sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo. Phiên bản thứ hai em cập nhật cho anh em, đó là phiên bản Titanium. Hiện tại giá bán cuối tháng 7 cho anh em là 825 triệu tại cơ sở Hà Nội. Như vậy, so với giá niêm yết thì phiên bản này đã giảm đến khoảng 85 triệu và so với thời điểm đầu tháng 7, giá xe đã giảm thêm khoảng 5 triệu cho anh em. Đồng thời, anh em sẽ được tặng thêm bảo hiểm thân vỏ. Như vậy, khuyến mại cho anh em gồm có bảo hiểm thân vỏ, dán kính, trải sàn và cam hành trình. Với giá bán 825 triệu, chi phí lăn bánh ra biển số tại các địa phương, em xin phép tính cho anh em như sau. Anh em nào ở Hà Nội sẽ là 901 triệu. Anh em nào ở Sài Gòn là 892 triệu. Anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 882 triệu và anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 873 triệu. Chi phí trên cũng đã bao gồm những khoản chi phí cơ bản. Anh em có thể xem trên màn hình. Và em tính cho anh em là anh em đã được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ rồi. Căn cứ từ chi phí năm nay trên, những anh em đang có nhu cầu mua trả góp, số tiền ban đầu anh em sẽ phải chuẩn bị ít nhất cho em như sau. Anh em nào ở Hà Nội cần chuẩn bị 200 triệu, anh em nào ở Sài Gòn là 191 triệu, anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 180 triệu và anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 171 triệu Ngoài ra thì anh em cũng vẫn phải chuẩn bị thêm những khoản chi phí phát sinh trong đó thì bảo hiểm thân vỏ anh em cũng đã được tặng rồi anh em chỉ phải chuẩn bị tiền dịch vụ đăng ký đăng kiểm xe chọn gói thôi như vậy anh em sẽ vay ngân hàng mức vay tối đa là 701 triệu tương ứng với 85% giá trị xe gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán cho em ít nhất là 12,2 triệu trong đó gốc chia đều là 7,3 triệu và lãi suất tháng đầu tiên là 4,9 triệu dư nợ cũng sẽ làm dần Phiên bản thứ ba em cập nhật cho anh em phiên bản cao cấp nhất đó là phiên bản Titanium X. Phiên bản này hiện tại giá bán cuối tháng 7 là 874 triệu. Như vậy cũng giảm khoảng hơn 80 triệu tiền mặt so với giá niêm yết và so với thời điểm đầu tháng 7 giá xe đã giảm thêm 10 triệu. Ngoài ra anh em cũng vẫn được tặng thêm bảo hiểm thân vỏ. Như vậy tổng khuyến mại tính cả phụ kiện anh em có thể xem trên màn hình. Đây là những khuyến mại anh em được tặng và cũng như hai bản Editory em vừa mới giới thiệu. Với giá bán 874 triệu tại cơ sở ở Hà Nội bên em. Chi phí lăn bánh tại các địa phương căn cứ từ giá bán trên em tính cho anh em như sau Anh em nào ở Hà Nội sẽ là 952 triệu Anh em nào ở Sài Gòn là 943 triệu Anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 933 triệu Và anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 923 triệu Chi phí trên cũng đã bao gồm những khoản chi phí cơ bản Anh em có thể xem trên màn hình Và căn cứ từ chi phí lăn bánh trên Những anh em đang có nhu cầu mua trả góp Số tiền ban đầu của anh em sẽ phải chuẩn bị ít nhất cho em như sau Anh em ở Hà Nội cần chuẩn bị 209 triệu anh em ở Sài Gòn là 200 triệu anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 190 triệu và anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 180 triệu đồng thời anh em cũng vẫn sẽ phải chuẩn bị thêm những khoản chi phí phát sinh trong đó thì bảo hiểm thân vỏ anh em cũng đã được tạo rồi anh em chỉ phải chuẩn bị thêm chi phí dịch vụ đăng ký đăng kiểm xe chọn gói thôi với số tiền ban đầu trả trước thấp nhất như vậy anh em sẽ vay ngân hàng mức vay tối đa là 742 triệu và gốc lại tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là 12,9 triệu trong đó gốc chi đều là 7,7 triệu và lãi suất tháng đầu tiên là 5,2 triệu, dư nợ cũng sẽ giảm dần. Như vậy trên đây đó là toàn bộ những thông tin về chính sách bán hàng của ba phiên bản Territory những ngày cuối tháng 7. Hy vọng những thông tin em chia sẻ trong video sẽ giúp ích cho anh em trong việc lựa chọn xe cho phù hợp. Cảm ơn anh em và hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo. Xin chào anh em.